có một cái ưu điểm là khi mà mình chọn một cái người mình yêu thích á, mặc dù là mình sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà khi mà mình yêu thích rồi á thì mình cảm thấy là được làm thôi, được làm cái nghề đó thôi đã là hạnh phúc. Thật ra khi mà chị theo cái ngành này thì nó cũng không có phải là một cái định hướng. Lúc mà mình tốt nghiệp, chị đi đúng cái định hướng là làm sao mà để được tiếp tục mỗi ngày được vẽ. Sau đó thì khi mà nghiêng về cái vấn đề mà kỹ thuật, khi mà mình đi chuyên ngành một chút, thì đó mình mới biết là cái nghề này nó cũng khó đó. Nó không phải là có chỉ làm nghệ thuật thôi, không phải là cái tính nghệ sĩ là được, mà phải có cái đầu óc logic nữa. Thực ra nếu mà nói về vấn đề mà e dè thì là chỉ có cái lợi thế thôi. Tại vì đàn ông thì xây nhà, đàn bà thì xây tổ ấm. Mình là nữ nên mình sẽ hiểu những cái vị chủ nhà nữ của mình nhiều hơn người vợ, để mình hỏi rất là chi tiết. Thành ra là chưa có một cái bản thiết kế nào mà cái giai đoạn layout concept mà mình bị fail hết. Có nghĩa là mình họp một buổi đầu tiên là gần như là thành công luôn. Cách đây mười mấy năm thì mình nghĩ là nếu mà một cái công trình mà kinh phí họ không có nhiều thì để làm đẹp thì kiếm sao phải làm sao. An là người xuất phát từ làm những cái resort cao cấp, và một ngày khi mà mình ngồi mình vẽ những cái resort mà của The Nam Hải, Six Sense đó, An nghĩ là An sẽ làm cái gì đó cho những cái người mà thu nhập họ thấp thôi, nhưng mà họ vẫn được hưởng những cái không gian nghỉ dưỡng giống như là cái resort. Nên mình lại chọn một cái trend ngược lại của cái thời đó, nên ra là mình nhấn vô cái không gian. Thì cũng may mắn là cái công trình đầu tiên là Em Hôn đã được biết đến, gọi là thành tựu. Thì lúc đó chỉ dám vui thôi, cũng không biết là có công trình thứ hai hay không. Khi mà mình gây dựng một cái công ty, mình không thể nào mà mình làm hết từ A đến Z tất cả các giai đoạn thiết kế được, thì sẽ phải có nhân viên của mình hỗ trợ. Và nếu mà một vài thời điểm mà các bạn làm mà nó chệch đi cái hướng mà concept mà mình đưa ra lúc đầu á, thì mình cũng bị công việc nó bị dồn về, thì lúc đó là cũng phải thức đêm thức hôm tăng tốc lên để làm cho nó kịp cái tiến độ công việc á. Mình thấy mình cũng chưa phải là đạt được cái gì ghê gớm ở trong nghề đâu, và mình vẫn phải tiếp tục học. Mình cứ nghĩ là mình đang ở trên cái đỉnh, là mình sẽ tụt xuống rất là nhanh. Cái thành công lớn nhất trong nghề á là mình sống, mình chia sẻ những cái kiến thức mà mình có, sau này mình sẽ phục vụ cái cộng đồng. Mình cảm thấy là hôm nay mình bắt đầu mình sống cho cộng đồng một chút, và mình sống cho mấy bạn kiến trúc sư thế hệ sau nữa. Và hiện nay là cái tinh thần đó đang truyền được cho mấy cái bạn cùng nghề rất là cao. Thì đây là cái mà mình nghĩ là mình thành công. Đa phần những cái đau khổ là những cái mà mình muốn không mà. Mình muốn mà không đạt được thì mình mới đau khổ. Mình rất là tự nhiên, cái kiểu là cực một chút cũng vẫn thấy sướng hơn hồi xưa. Mình rất là biết ơn cái cuộc sống này. Mình biết ơn là mình có một cái cơ thể khỏe mạnh. Mình biết ơn là mình có còn mắt sáng để mình nhìn thấy ánh sáng, rồi cỏ cây, rồi là khi mà mình sống với cái sự biết ơn á, thì mình rất là dễ cân bằng. Không hẳn là chị không có những cái thăng trầm, mình vẫn có giống như bao người, nhưng mà mình hiểu được là cuộc đời con người là nó sẽ có những cái lúc lên lúc xuống như vậy. Quan trọng là cái lúc mà buồn á, mình hiểu được nó sẽ qua thôi. Hạnh phúc là mình phải hỏi sâu thẳm ở trong lòng của mỗi người, và câu hỏi đó chỉ là tự mình hiểu được cái mình muốn cái gì thôi. Ví dụ như có một thời điểm mình tạm dừng lại, mình không có nhận nhiều công trình nữa, một năm một hai cái thôi, và mình vác ba lô mình đi du lịch xa. Rồi trong cái quá trình đi đó thì mình sẽ nghiệm ra là mình yêu thích cái gì, mình muốn làm cái gì lớn hơn cho cái cuộc đời này. Thì định nghĩa hạnh phúc rất là lớn, nhưng mà mình hãy lắng nghe tiếng nói ở trong mình đó, để mình cứ làm theo. Thì đạt được hay không đạt được thì ít ra là mình cũng đã dám làm. Các bạn nên chọn ngành nghề yêu thích của các bạn và cứ mạnh dạn đi ở trên cái con đường mà các bạn chọn. Cái chết á mới là cái thực tế, nó sẽ diễn ra mà mình hay quên lắm. Mình cứ nghĩ là cái chết không bao giờ tết đến mình, không bao giờ đụng đến mình, nhưng thiệt ra là từ lúc mà sinh ra cho đến mất, đây là con đường chắc chắn là sẽ diễn ra. Thì khi mà mình biết cái điều đó rồi, mình sẽ dũng cảm hơn, mình sẽ sống
với những cái gì mà mình muốn làm, mình yêu thích hơn.